Đây là bản tin dịch Covid-19 chiều trên kênh FBNC và bản tin hôm nay sẽ bao gồm các nội dung nổi bật sau đây. Bắc Giang cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế với 100.000 nhân khẩu. Cao Bằng có ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ hai. Thành phố Hồ Chí Minh thêm 9 điểm dịch cộng đồng tại Hóc Môn. Sáng ngày 7 tháng 11, Vĩnh Long phát hiện thêm 130 F0 trong cộng đồng. Trên thế giới, Malaysia ghi nhận thêm 2 ca nhiễm biến thể AY.4.2 đầu tiên. Dịch bệnh tại nước Anh phần lớn do trẻ em chưa được tiêm vaccine lây nhiễm cho người lớn. Theo thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính đến sáng nay ngày 7 tháng 11 đã có thêm 836.284 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trên tổng số 956.126 ca nhiễm. Cụ thể, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 6 tháng 11 là 1.754 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.235 ca. Số bệnh nhân tử vong trung bình ghi nhận trong 7 ngày qua là 63 ca. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân thì xếp thứ 133. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28. Cũng trong ngày hôm qua, tỉnh Bắc Giang đã thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế toàn bộ huyện Yên Thế với quy mô hơn 100.000 dân từ 18 giờ đến khi có thông báo mới để phòng chống dịch COVID-19. Việc cách ly xã hội đảm bảo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã. Tỉnh Bắc Giang yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như là mua lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, cấp cứu hoặc làm việc tại các nhà máy cơ quan sản xuất nếu được chính quyền cho phép hoạt động. Tính từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 251 ca mắc COVID-19, riêng chùm ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại huyện Yên Thế khởi phát từ ngày 1 tháng 11 là 46 ca. Theo một thông tin mới nhất, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng xác nhận tỉnh có thêm 1 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh. Bệnh nhân này là nữ vừa trở về từ tỉnh Bình Dương. Trên đường về có tiếp xúc với nhiều người trên máy bay và xe khách. Ngay trong đêm qua, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các cơ sở trực thuộc khẩn trương truy vết, tìm kiếm những hành khách đi cùng chuyến xe với bệnh nhân tại Cao Bằng, khoanh vùng cách ly các trường hợp tiếp xúc. Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Quang Hòa khẩn trương triển khai đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, nhân lực để tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Liên quan đến lộ trình di chuyển của bệnh nhân, cụ thể người này làm việc tại một công ty ở phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và tạm trú tại số nhà 192, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngày 3 tháng 11, bệnh nhân đi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Nội Bài, Hà Nội vào lúc 18 giờ. Sau đó đón xe khách của nhà xe Vĩnh Dung, thành phố Cao Bằng tại ngã ba Kim Anh, Hà Nội và di chuyển đến Cao Bằng ngày 4 tháng 11. Và đã khai báo y tế tại trạm kiểm soát quốc lộ số 3. Về đến bến xe khách thành phố Cao Bằng, nữ bệnh nhân tiếp tục bắt xe khách của nhà xe Thành Luân để về xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh. Sau đó đến trạm y tế xã Đoài Dương khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm thấy dương tính với SARS-CoV-2. Thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, toàn tỉnh ghi nhận thêm 41 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến các địa phương như Uông Bí, Đông Triều, Móng Cái. Trong đó, 23 ca dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện liên quan đến ổ dịch chi nhánh công ty Sao Vàng Uông Bí, 4 ca tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Sản Minh Hùng. Liên quan đến ổ dịch xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều là 12 ca, phường Mậu Khê có 1 ca F0 và 1 ca F0 tại thành phố Móng Cái từ Campuchia về nước sau khi hoàn thành cách ly tại tỉnh Tây Ninh. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 3 tháng 11 cho đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí có nhiều diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều dịch trong cộng đồng. Hiện số ca F0 tăng nhanh chưa rõ nguồn lây, có nguy cơ bùng phát mạnh tại các địa phương khác trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh có 81 ca F0 đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh và 17 ca F0 trên địa bàn thị xã Đông Triều đang được cách ly điều trị tại nhà. Trước diễn biến tăng nhanh số trường hợp dương tính như hiện nay, Quảng Ninh thống nhất phương án tổ chức cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 tại nhà, trừ trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người già có bệnh nền. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho các trường hợp F1 nếu nghi ngờ lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR. Tiếp tục xét nghiệm sàng lọc đối với những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh được công bố, xét nghiệm sàng lọc định kỳ đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. Sáng ngày 7 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, Cơ quan y tế đã xác định 9 ổ dịch COVID-19 trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng và xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cần được kiểm soát. Xác định trên dựa vào kết quả đánh giá sơ bộ các tiêu chí sau, có ít nhất là 2 hộ gia đình có người mắc COVID-19 trong cùng khu vực và có giao tiếp với nhau, tính chất của địa bàn khu dân cư, tình trạng tiêm chủng đã từng là ổ dịch trong 3 tháng trước đó. Theo HCDC, cơ quan chức năng đã đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả người dân sống trong phạm vi các ổ dịch đã được xác định. Việc này nhằm phát hiện những người có nguy cơ cao bị lây nhiễm. Tại hai xã nói trên, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh 729 trường hợp và đã phát hiện thêm 81 người dương tính với SARS-CoV-2. Ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngày đầu tiên xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người dân thành phố Vĩnh Long trong ngày 6 tháng 11 đã phát hiện 130 trường hợp test nhanh dương tính với COVID-19 ngoài cộng đồng, trong đó kết quả khẳng định PCR là 111 trường hợp. Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, chỉ trong sáng ngày hôm nay 7 tháng 11, tỉnh đã ghi nhận thêm 74 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó có 31 trường hợp qua khám sàng lọc tại các bệnh viện, phòng khám và cơ sở y tế trong tỉnh, 2 trường hợp qua sàng lọc cộng đồng tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh và xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, 23 trường hợp chuyển từ F1 thành F0 được cách ly tại các trung tâm y tế. Đáng chú ý, ổ dịch tại thị trấn Cái Nhường, huyện Mang Thích ghi nhận thêm 18 trường hợp khi xét nghiệm sàng lọc ngoài cộng đồng. Như vậy, đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận 3.272 trường hợp dương tính với COVID-19, điều trị khỏi bệnh là 2.577 trường hợp và có 47 trường hợp tử vong. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng bàn về các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, ngành y tế thành phố đang triển khai kế hoạch tiêm chủng mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi và tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 13 đến 15 tuổi. Về tình hình dịch bệnh, tính đến ngày hôm qua 6 tháng 11, tương đối phức tạp khi có thêm 21 ca nhiễm mới được ghi nhận, trong đó thì có 2 ca ít có khả năng lây nhiễm, 19 ca còn lại đều có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện thành phố có 5 chuỗi lây nhiễm, trong đó có 4 chuỗi chưa xác định được nguồn lây. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết đang xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19 năm 2022 và xin ý kiến của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc mở rộng độ tuổi tiêm chủng cho trẻ dưới 12 tuổi. Thông tin này đa phần nhận được sự đồng tình của quý phụ huynh, nhưng cũng không ít người băn khoăn, không biết vaccine nào phù hợp, liều lượng bao nhiêu, tỷ lệ trẻ gặp biến chứng sau tiêm có cao không. Theo WHO khuyến cáo, chưa cần phải tiêm vaccine cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi, thay vào đó tiếp tục tiêm cho người trên 18 tuổi. Do tỷ lệ mắc COVID-19 ở trẻ em, tình trạng nặng và tử vong cũng thấp hơn người lớn rất nhiều. Vì vậy, trước mắt cần tập trung phủ vaccine đối với nhóm đối tượng lớn hơn là từ 12 đến 17 tuổi. Khi nhóm trẻ lớn được tiêm chủng đầy đủ thì trẻ nhỏ cũng sẽ được sự bảo vệ. Theo giới chuyên môn, phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 ở trẻ em cũng như người lớn, đó là các biểu hiện đau đầu, đau khớp, đau cơ. Sau tiêm mũi 2, số lượng phản ứng ghi nhận được nhiều hơn. Theo Bộ Y tế, chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại Việt Nam đã chính thức triển khai từ đầu tháng 11 trên toàn quốc. Hiện 7 địa phương tiến hành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Kiên Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh và Vĩnh Long. Khoảng 800.000 liều vaccine đã được tiêm. Trong khi đó, thì một số địa phương khác cũng đã lên kế hoạch triển khai tiêm vaccine cho trẻ khi vaccine COVID-19 được phân bổ. Biến thể phụ của chủng Delta AY.4.2 hay còn gọi là Delta Plus đến nay đã lan rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong một thông báo mới đây, các nhà chức trách y tế Malaysia cho biết đã phát hiện 2 trường hợp đầu tiên ở nước này mắc biến thể AY.4.2. Đây là các du học sinh trở về từ Vương quốc Anh hôm 2 tháng 10 và được cách ly ngay khi vừa đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Xét nghiệm RT-PCR lần đầu của 2 trường hợp này cho kết quả âm tính, song trong quá trình cách ly họ được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 sau lần xét nghiệm thứ 2 vào ngày 7 tháng 10. Giải trình tự gen mẫu thử cho thấy 2 trường hợp trở về từ Anh nhiễm biến thể AY.4.2. Theo Tổng thư ký Bộ Y tế Malaysia Nohisham Adulat, vaccine ngừa COVID-19 đang được sử dụng hiện nay vẫn có hiệu quả trước biến thể AY.4.2, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp phòng chống dịch như cách ly, xét nghiệm có khả năng làm giảm nguy cơ lây lan của biến thể này ở Malaysia, đặc biệt là tại các cửa ngõ quốc tế. Bên cạnh đó, giới chức Malaysia hiện đang giám sát chặt chẽ biến thể AY.4.2 trong cộng đồng. Cùng ngày, Nga ghi nhận thêm hơn 41.300 ca mắc COVID-19 mới. Đây là mức cao nhất mà nước này ghi nhận được kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Trong 24 giờ qua, Nga cũng ghi nhận gần 1.200 ca tử vong do Covid-19. Với dữ liệu mới cập nhật, quốc gia này hiện có tổng cộng gần 8,8 triệu ca mắc và hơn 245.600 trường hợp tử vong. Mặc dù biện pháp kiềm hãm sự lây lan Covid-19 một tuần không làm việc, theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin sắp kết thúc, nhưng tình hình dịch bệnh ở Nga vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Một số khu vực đang có kế hoạch gia hạn các hạn chế vào tuần tới. Song chính quyền nhiều nơi đã quyết định bắt đầu cho phép người dân đi làm trở lại kể từ ngày mai, ngày 8 tháng 11. Trong 24 giờ qua, New Zealand ghi nhận thêm 204 ca lây nhiễm COVID-19 mới. Đây là lần đầu tiên quốc gia này đạt số trường hợp nhiễm COVID-19 theo ngày vượt mốc 200 ca kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, New Zealand đã có tổng cộng gần 7.500 người dương tính với virus SARS-CoV-2 và 31 bệnh nhân không qua khỏi. Bộ Y tế New Zealand khẳng định con số kỷ lục trên là lời nhắc nhở đối với người dân về tầm quan trọng của việc tiêm phòng COVID-19. Theo thống kê, hiện 89% dân số New Zealand từ 12 tuổi trở lên đã nhận ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó 79% tiêm phòng đầy đủ. Trong thời gian gần đây, tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ở Anh đã gia tăng đột biến ở hầu hết mọi lứa tuổi. Đáng chú ý, dữ liệu cho thấy sự gia tăng này diễn ra sau khi các trường mở cửa trở lại vào tháng 9. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại về tình trạng lây lan giữa trẻ em và phụ huynh, nhất là trong môi trường khép kín trong bối cảnh mùa đông đang đến gần. Giáo sư Christina Pagel, giám đốc đơn vị nghiên cứu hoạt động lâm sàng tại Trung tâm Y tế UCL cho biết, về cơ bản, chúng ta đang có hai dịch bệnh xảy ra hiện nay, một là ở trẻ em đi học và hai là thế hệ cha mẹ. Câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Dịch bệnh có tiếp tục lây nhiễm tới thế hệ ông bà hay không? Sự gia tăng các trường hợp nhiễm COVID-19 ở trẻ em đi học tại Anh hoàn toàn trái ngược với những nơi khác ở châu Âu, khi tỷ lệ tiêm chủng cho đối tượng này của nhiều quốc gia cao hơn Anh. Theo thống kê, hiện chỉ mới có khoảng 2% dân số dưới 18 tuổi ở Anh đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ, thấp hơn nhiều so với Ireland và Tây Ban Nha. Ông Kevin Courtney, Tổng thư ký Liên đoàn Giáo dục Quốc gia Anh cho biết, bất chấp những lời hứa của mình, chính phủ đã không thực hiện đủ giải pháp để làm chậm sự lây lan của dịch COVID-19, ví dụ thông qua các lời khuyên đơn giản như đeo khẩu trang, rửa chân tay thường xuyên và cải thiện hệ thống thông gió. Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Giáo dục nói rằng, chúng tôi đang làm việc với phụ huynh và nhân viên trường học để tối đa hóa thời gian của học sinh trong lớp học, khuyến khích học sinh làm xét nghiệm cũng như tiến hành chiến dịch tiêm chủng cho học sinh từ 12 đến 15 tuổi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chuyên môn để tham vấn và đưa ra những giải pháp kịp thời. Theo thông báo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA, nước này đã đặt mua 70.000 liều Paxlovid, thuốc đặc trị COVID-19 của Pfizer. Quyết định trên được đưa ra sau khi Pfizer công bố kết quả thử nghiệm cho thấy Paxlovid có khả năng làm giảm 89% khả năng nhập viện và tử vong ở những người dễ bị tổn thương sau khi nhiễm bệnh. Trước đó, Hàn Quốc cũng từng đạt thỏa thuận mua 200.000 liều thuốc Monopiravir do Merck & Co phát triển. Ngoài số thuốc mua từ Pfizer và Merck & Co, nước này dự kiến sẽ mua thêm 134.000 liều Pháp điều trị COVID-19 bằng thuốc cho hệ thống y tế trong nước, song vẫn chưa quyết định đặt mua từ hãng nào. Theo nguồn tin, chính phủ Hàn Quốc đã phân bổ khoản ngân sách trị giá 36,2 tỷ won, tương đương gần 31 triệu đô la, cho việc đặt mua sớm các loại thuốc đặc trị COVID-19 nhằm tăng cường các phương pháp điều trị COVID-19 trong nước. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm hơn 2.200 ca mắc mới và 11 trường hợp tử vong do COVID-19. Như vậy, tính đến hiện tại, Hàn Quốc đã có tổng cộng gần 380.000 ca nhiễm bệnh, trong đó có khoảng 3.000 trường hợp không qua khỏi. Hôm qua, ngày 6 tháng 11, giới chức Úc thông báo nước này đã đạt được cột mốc quan trọng trong chiến dịch tiêm phòng COVID-19, đó là 80% dân số từ 16 tuổi trở lên của Úc đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Trong một video đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Úc Scott Morrison nhấn mạnh thành quả trên là nỗ lực của tất cả người dân trong nước. Bên cạnh đó, ông Morrison còn khẳng định nước này đang hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 ở các khu vực nước Úc không đồng đều, trong khi bang New South Wales và thủ đô Canberra lần lượt đạt mức tiêm chủng là 90 và 95%, thì con số này tại những khu vực thưa dân ở phía Bắc và phía Tây nước Úc chỉ mới khoảng 65%. Trong 24 giờ qua, Úc ghi nhận thêm hơn 1.400 ca mắc mới và 10 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca mắc và tử vong ở nước này kể từ khi dịch bùng phát lên lần lượt là 180.400 ca và hơn 1.800 ca. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin dịch chiều hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi.